Ở nước ta, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại, rất phức tạp. Các cấp các ngành chức năng đang tích cực tuyên truyền về công tác phòng dịch. Tuy nhiên, còn nhiều người dân trên địa bàn tỉnh vẫn lơ là, không đeo khẩu trang tại nơi tập trung đông người. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại chợ Phú Hiến. Việc trao đổi mua bán diễn ra khá đông đúc. Nhưng nhiều người mua, người bán không đeo khẩu trang phòng dịch. Không chỉ tại chợ, một số điểm chờ xe buýt, quán nước ven đường, tình trạng tập trung đông người không đeo khẩu trang, nói chuyện không giữ khoảng cách vẫn diễn ra. Dù dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp, nhưng nhiều người ra đường vẫn phớt lờ khuyến cáo. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khá cao. Để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế, đó là hạn chế đến nơi công cộng, tập trung đông người, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách tiếp xúc tốt nhất 2 mét, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, thường xuyên súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ với cơ sở y tế gần nhất. Việc tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chính là bảo vệ an toàn cho mình, cho gia đình và xã hội.